Xin kính chào quý vị, tôi đến từ công ty Cửa Nam Window. Thì hôm nay tôi xin chia sẻ đến quý vị một số mẫu chia ô cho cửa nhôm sinh pha. Thì cụ thể ở đây là cho cái bộ cửa chính bốn cánh. Thì tôi làm cái video này để quý vị xem là cái bộ cửa nhôm sinh pha thì khi chia ô nó có đẹp hay không. Thứ hai là quý vị dựa trên những cái mẫu này, quý vị đưa ra những cái mẫu thiết kế khác cho nó đẹp và phù hợp hơn với ngôi nhà của quý vị. Sau đây tôi sẽ dẫn quý vị đi xem từng mẫu một. Đầu tiên là mẫu không chia ô. Cái mẫu này thì sử dụng bản lề màu bạc, khóa màu bạc. Là đến cái một cái mẫu kế tiếp. Mẫu này thì chia ô khá nhiều, thì những cái mẫu chia ô này giá thành bao giờ cũng mắc hơn so với những cái bộ cửa để kính suốt nha quý vị. Là mẫu chia ô rất là dày, cái này là mục đích là thứ nhất là để chống trộm luôn. Tiếp đến là chúng ta đến cái mẫu tiếp theo. Cái mẫu này thì chia đơn giản hơn mà cũng đảm bảo an toàn. Một bên cái ô kính này sẽ nhỏ, còn bên này sẽ lớn, rồi sau đó chúng ta sẽ chia nhiều ô ngang ra. Cái ô ngang này nhỏ lại không chui lọt, và cái ô này cũng nhỏ luôn và trông nó cũng thanh thoát hơn so với cái mẫu lúc nãy. Rồi đến cái mẫu kế tiếp. Cái mẫu này cũng tương tự như cái mẫu vừa rồi nhưng mà chia thêm một cây ngang ở đây, mấy cây ngang bên này và bỏ hai cây ngang. Đến một cái mẫu theo. Đấy, cái mẫu này thì bỏ cây ngang ở giữa, cũng gần giống mẫu này nhưng mà bỏ cái cây ngang ở giữa, nhìn nó cũng ổn hơn. Mẫu này, cái mẫu này thì chia khá dày, nhìn cũng khá là được mắt. Nhưng mà cái mẫu này thì giá thành nhưng mà khi chúng ta chia thì nó rất là cao, bởi vì chia rất là dày. Và cái mẫu này khi chia thì anh em thợ sản xuất cửa cũng thích hơn, bởi vì những cây ngang là nó dài thì dễ bắn vít. Còn đối với những cái mẫu mà những cây ngang nó ngắn thì rất là khó bám vít, thì những cái vết nối mà chúng ta ghép những cây đố này lại nó không được khít, không được đẹp. Nhưng nếu chúng ta chia dài như vậy thì nó sẽ đẹp hơn, nó sẽ khít và đẹp hơn. Thì đó là một số mẫu chia ô cho cửa nhôm sinh pha. Quý vị có thể áp dụng cái mẫu này trên cửa đi một cánh, cửa đi hai cánh. Rồi, quý vị có thể dựa trên những mẫu này để đưa ra những cái thiết kế mẫu khác đẹp hơn. Để quý vị xem là xem khi cửa nhôm sinh pha chia ô nó có đẹp hay không thôi. Tôi quay lại gần một bộ cửa. Chia ô thì nhìn cũng khá là đẹp, cũng không có xấu, chủ yếu là những cái vết nối có khít hay không. Khít hay không thì nó sẽ tùy vào từng mẫu. Nếu mà những cái thanh đố này nó càng ngắn thì càng khó bám vít, càng khó bám vít thì nó không có khít. Những thanh đố này dài thì bám vít nó dễ, thì nó sẽ khít và đẹp hơn. Nên là khi mà chọn những cái mẫu mà chia ô thì quý vị cần phải chú ý đến những cái thanh ngắn, thanh này ngắn hay dài. Càng dài thì càng tốt, ngắn quá thì nó rất là khó bám vít. Những cái bộ chia dày kia thì chắc chắn là rất khó bám vít rồi. Những cái bộ dày này rất khó bám vít.
bởi vì cái thanh này nó ngắn. Nếu mà bộ cửa chúng ta lớn thì không sao, nhưng bộ cửa nhỏ thì cái thanh này nó ngắn, thì lúc đấy mà chúng ta bắn vít thì nó rất khó. Thì mặc dù nó có rất nhiều dụng cụ để bắn vít nhưng nó vẫn cứ phải dài đến cả 10 cm. Lực bắn mà chúng ta không có mà chúng ta siết không có được thì nó không có sát, thì nó không khít, thì dẫn đến xấu. Còn để mà đẹp thì nó phải dài ra một tí, vừa cái khoan là bắn vít nó có lực đẩy và nó mới sát. Thì đó là một số mẫu và cũng như gợi ý quý vị trong cái việc chọn mẫu chia ô cho cửa nhôm sinh pha. Thì sau đây tôi xin kết thúc video này. Nếu quý vị có nhu cầu làm cửa nhôm sinh pha hay là các sản phẩm cửa, các sản phẩm kính thì xin vui lòng liên hệ đến hotline 0933 626060 hoặc truy cập vào website cửa nhựa 50.com để tìm hiểu thông tin về sản phẩm cũng như giá cả do công ty chúng tôi thi công. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.